Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là giảm tốc Cycloid. Trục vào là trục âm mạch bích, trục ra là trục thẳng, kiểu chân đế. Mã hàng là BWD4. Đây là ví dụ về tem của sản phẩm 5,5, 7,5 kW. Đây là trục ra. Đây là phần chân đế. Thì sẽ phù hợp lắp với motor 5,5 kW, 7,5 HP, 7,5 ngựa, hoặc là 7,5 kW, 10 HP, 10 ngựa. Khi chúng ta lắp motor vào thành một bộ hoàn chỉnh thì sẽ tương đương với mã là BWI4. Thì mã BWI4 này sẽ có thêm một ấy nữa là phần trục, nó sẽ trục ra nó sẽ to hơn. Đây, trục ra, trục này sẽ to hơn bên này. Các khách có thể nhìn thấy trục bên kia, trục ra sẽ to hơn. Thì lực moment sẽ khỏe hơn. Thì đó, thì khi lắp motor vào thành một bộ thì cũng tương đương với mã là BWI4. Ngoài ra chúng tôi còn có loại mặt bích. Đây, mặt bích đây. Đây là mặt bích. Đây là trục ra. Ký hiệu của mặt bích sẽ là BLD4. Thì cũng tương tự, khi lắp motor vào thành một bộ thì sẽ tương đương với mã là BLI4, loại 5,5 kW hoặc 7,5 kW. Mặt bích này cũng sẽ có loại trục ra lớn hơn để cho lực moment ra nó sẽ khỏe hơn. Đây, trục ra đây.